Hồng ơi, thấy chưa? Cứ đá ra biên em ơi. Đúng rồi, chạy về đi. Lên tiếp đây, lên mọi người vào đây. Chạm bóng rồi được. Trời ơi. Vào sâu, xuống sâu đều nữa, xuống sâu đều nữa. Tâm ơi, đứng trước mặt người ta, Tâm ơi. Ôi giời ơi, sút thế thì sút thấp thôi, sút cao quá. Sút vào tầm mặt mà đi dòng là vào tay rồi. Cứ kìa mà sút vào cái phần trên đấy này. Linh vào thẳng gôn đi em ơi. Vào thẳng gôn, cứ vào gôn đi. Tâm ơi, đẩy lên. Đẩy lên trước kia. Rồi, về đây, lùi về đi. Để bóng lùi về đi. Đây, bóng đây. Tâm sang bên này, đi. Chuẩn thôi. Sút lên luôn đi. Ui giời ơi. Lửa ghê quá. Chuyện đây này. Con Nguyệt đá hàm quá. Đá chuyền đi. Ui giời ơi. Vậy đá rất liều nguy hiểm. Sao bà Huyền này bài vừa vào được ít cái bà đã ra rồi nào? Bà Huyền. Tâm thế thôi, không cần về quá. Đúng rồi, đứng đây đi. Lên. Phạm lỗi rồi. Vương vào thay Tâm đi. Tâm này. Em ra lúc cho. Tâm ra đi. Không ra. Mạnh lên. Phương ơi, lên trên. Cắm lên. Vui xuống một tí thì ấy. Nó đá mạnh lên đấy. Phần của mình. Bên kia chẳng ai còn muốn ở bên này. Mình muốn chẳng lại. Chỉ ăn ra cánh mình đi. Đuổi. Chết.
Bắn đi lên, đẩy lên đi, đẩy lên đi em ơi, đừng bị ép. Bên kia bên đây đây này. Nhìn trong tay, nhìn trong tay. Vào sâu bên trong đi. Phượng, Phượng lên trên. Trong vật. Đứng ở trước cửa ngôn người ta ấy. Đứng trước cửa ngôn. Không, lại đánh vỡ điện thoại. Máy ảnh luôn. Ra lại dọi, ra lại mua mất rồi. Đứng ở cột đây, đứng ở cột con đây. Đứng đây. Trong này chả. Cột trước này đúng không? Đấy rồi. Kẹo ạ. Đứng chạm bóng nhá. Đấy, tay. Kẹp tay lại rồi. Vừa ơi, vừa ơi. Đứng ra ngoài, vừa ơi. Đứng ra ngoài đợi bóng. Máu ơi. Rồi, nguy hiểm quá rồi. Không đơn giản. Tập trung vào. Thủ môn vẫn tốt nhỉ. Ờ, tập trung vào không quả là đi đùa lại thua. Lên lên lên. Lên này. Lên này. Đấy đấy đúng rồi, đẩy cho người. Bắt quyền vào. Không để cho con Phượng đá kia, không để kia. Ôi. Sút sâu vào. Sút sâu vào trong. Vào trong đi, vào trong đi. Trước em định một người đẩy lên một tí, một người đẩy lên cao tí này. Quả đấy mà sút cầu ông vào rồi thì thôi bó tay rồi. Đẩy lên, đẩy lên không cho họ lên, đẩy lên, đẩy lên. Dẫn lên, dẫn lên. Dẫn. Dẫn thêm một nhịp nữa. Một người vào đi, một người vào đi. Đứng ở trước cùng hơn nữa đi. Không chơi đi. Các bạn con Phượng kia sút cái hồn nguyệt ở trong kìa, may ra được kìa, nhờ. Lỗi rồi. Vớ vẩn là xong đấy. Tay rồi, vang rồi, vang rồi. Đây đưa bé này ra ngoài, ra ngoài. Đi bước ra ngoài. Các cháu ra ngoài, các ơi. Lùi về đi, Phượng lùi về đây. Lùi vào sân. Đây rồi. Rồi chú ý nhá. Đẩy lên trên đi, Phượng ơi, lên trên đi. Vào luôn đi, Phượng ơi. Trước mặt người ta. Đó. Ôi dồi ôi, sút sút căng kia như thế khó lắm. Thà rằng cứ thế cái sút thẳng vào gôn. Bên đây, đẩy lên ép. Nếu thế phải sút sút thẳng vào gôn bật ra được. Trận đấu này có vẻ căng ấy nhở, có khả năng người sút bên lần ti cũng lên. Đá tiếp đi em ơi, Linh ơi đá đi em ơi.